Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 10, trang 58 đến trang 60. Bài 2 phần tiếp theo, thực hành tiếng Việt, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Lỗi dùng từ, lỗi về trật tự từ và cách sửa. Lỗi dùng từ và cách sửa, lặp từ. Thì trường hợp một từ ngữ được dùng nhiều lần trong một câu, một đoạn khiến câu đoạn đó trở nên nặng nề, rườm rà được coi là lỗi lặp từ. Thì cách sửa đó là bỏ từ ngữ bị lặp hoặc là thay bằng đại từ hay là từ đồng nghĩa. Chẳng hạn câu có lẽ thơ hay cư dường như là thể thơ kiệm lời bậc nhất. Mắc lỗi lặp từ có thể viết lại như sau: có lẽ hai cư là thể thơ kiệm lời bậc nhất. Cần phân biệt lỗi lặp từ với phép lặp trong liên kết câu và lặp tu từ, điệp ngữ. Lỗi lặp từ thể hiện sự vụng về, thiếu cẩn thận ở trong cái việc sử dụng ngôn ngữ. Tiếp theo, dùng từ không đúng nghĩa. Thì nguyên nhân đưa đến lỗi này là người viết không hiểu đúng nghĩa của những cái từ ngữ mà mình dùng, nhất là các thành ngữ, từ Hán Việt, thuật ngữ khoa học. Để khắc phục lỗi này, cần biết sử dụng thường xuyên từ điển tiếng Việt, từ điển Hán Việt, từ điển thuật ngữ chuyên ngành có uy tín. Tiếp theo, dùng từ không đúng phong cách ngôn ngữ của kiểu loại văn bản. Thì lỗi này là thường do người viết chưa ý thức được những cái ràng buộc của ngữ cảnh hay là tính đặc thù của kiểu loại văn bản, từ đó lựa chọn từ ngữ không thích hợp, làm giảm hiệu quả giao tiếp. Chẳng hạn trong câu bài thơ có nhiều lối diễn đạt hơi bị lạ so với ngôn ngữ thông thường, thì cụm từ hơi bị lạ có tính khẩu ngữ không nên dùng ở một cái bài viết có tính trường quy. Có thể viết lại câu này như sau: bài thơ có nhiều lối diễn đạt khác lạ so với ngôn ngữ thông thường. Thì để khắc phục, người viết cần phải là quan tâm thật sự đến hoàn cảnh giao tiếp, nắm vững được cái đặc điểm phong cách ngôn ngữ của kiểu loại văn bản được sử dụng. Rồi, tiếp theo thì chúng ta theo dõi lỗi trật tự từ và cách sửa. Thì có nhiều cái cụm từ, câu ở trong tiếng Việt chỉ có khác nhau do cái trật tự sắp xếp giữa các từ. Ví dụ như hộp sữa, sữa hộp, viên thuốc, thuốc viên. Sao không bảo nó đến, sao bảo nó đến, sao bảo nó không đến, nó đến sao không bảo. Thì cần phân biệt lỗi trật tự từ với biện pháp tu từ đảo ngữ trong sáng tác văn học. Thì trong văn học, phép đảo ngữ là cái biện pháp thay đổi trật tự từ so với trật tự từ do ngữ pháp quy định, làm tăng hiệu quả biểu đạt cho cái lời văn, nghệ thuật chẳng hạn. Chẳng hạn ở đây có non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa, Nguyễn Du, truyện Kiều. Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu, lạ cả cành hoang nắng trở chiều, xuân diệu thơ duyên. Trong giao tiếp thông thường thì các từ ở trong câu cần được sắp xếp theo cái trình tự đúng quy tắc ngữ pháp. Nếu không tuân thủ thì câu bị coi là mắc lỗi về trật tự từ. Chẳng hạn câu bài thơ đã thi vị miêu tả khung cảnh mùa xuân làng quê có thể được sửa lại như sau: bài thơ đã miêu tả khung cảnh mùa xuân làng quê một cách thi vị, hoặc bài thơ đã thi vị hóa khung cảnh mùa xuân làng quê. Để khắc phục lỗi trật tự từ thì cần phải nắm vững các quy tắc ngữ pháp, hiểu được cái mục đích giao tiếp, đặc biệt là cần thường xuyên luyện tập cách sử dụng tiếng Việt. Như vậy thì các em vừa theo dõi cái cách nhận biết lỗi dùng từ, lỗi về trật tự từ và cách sửa. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ làm bài tập câu số 1. Hãy tìm lỗi dùng từ trong các câu sau và nêu cách sửa lỗi thích hợp. A. Nhà thơ Kobayashi Isa
là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của hai thơ hai cư Nhật Bản. B. Đề tài, chủ đề, cảm hứng cũng như nội dung của các bài thơ hai cư rất đa dạng khác nhau. C. Bài thơ Thu Hứng là một trong những cái thi phẩm nổi tiếng của Đỗ Phủ. D. Nhà thơ đã mượn trí tưởng tượng của mình để tái hiện bằng ngôn từ một cái khung cảnh thiên nhiên tràn đầy sức sống. E. Được sinh ra trong một gia đình tri thức, từ nhỏ nhà văn X đã là một cậu bé say mê đọc sách. R. Bài thơ Mùa Xuân Chiếm của Hàn Mặc Tử kết lại bằng cái hình ảnh của nhân vật trữ tình, người phụ nữ nhọc nhằn gánh thóc trên bãi cát trắng. H. Hình ảnh hoa triêu nhang vướng dây gầu khiến nhân vật trữ tình trong bài thơ của Chio rất là ư bất ngờ. Như vậy ở đây, câu số 1 đó là chúng ta sẽ tìm cái lỗi dùng từ ở trong cái câu, các câu dưới đây và đưa ra cách sửa lỗi thích hợp. Thì ở đây chúng ta có là 6 câu, 7 câu. Rồi tiếp theo, như vậy ở câu A, lỗi lập từ ở đây là nhà thơ, bỏ từ nhà thơ ở đầu câu. Sửa lỗi, Koba Ishiisa là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của thơ haiku Nhật Bản. Rồi ở câu B sẽ là lỗi trật tự từ. Các từ đề tài, chủ đề, cảm hứng, nội dung trong câu có trật tự chưa đúng. Sửa lỗi sẽ là nội dung, đề tài, chủ đề và cảm hứng của các bài thơ haiku rất đa dạng khác nhau. C. Lỗi dùng từ thi phẩm. Chúng ta sẽ sửa lại là tác phẩm. Sửa lỗi, bài thơ Thu Hứng là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Đỗ Phủ. D. Trật tự từ. Các từ trong câu văn được sắp xếp chưa hợp lý. Sửa lỗi, bằng trí tưởng tượng của mình, nhà thơ đã mượn ngôn từ để tái hiện một cái khung cảnh thiên nhiên tràn đầy sức sống. Tiếp theo câu E, lỗi trật tự từ, vị trí của từ nhỏ chưa hợp lý. Sửa lỗi, được sinh ra trong một gia đình tri thức, nhà văn X đã là một cậu bé say mê đọc sách ngay từ khi còn nhỏ. F. Lỗi dùng từ quan trọng tiêu biểu sẽ sửa thành tiêu biểu. Sửa lỗi, thiên nhiên là một trong những chủ đề tiêu biểu nhất của thơ haiku. R. Lỗi dùng từ, cụm từ nhân vật trữ tình có thể bỏ. Sửa lỗi, bài thơ Mùa Xuân Chiếm của Hàn Mặc Tử kết lại bằng cái hình ảnh một người phụ nữ nhọc nhằn gánh thóc trên bãi cát trắng. H. Lỗi dùng từ, từ ư. Chúng ta sẽ bỏ ư. Sửa lỗi, hình ảnh hoa triêu nhang vướng dây gầu khiến nhân vật trữ tình trong bài thơ của Chio rất bất ngờ. Y. Lỗi dùng từ đặc sản, dùng sai chữ. Sửa lỗi, là thể thơ ngắn nhất thế giới, haiku được xem là một cái thể loại xuất sắc nhất của văn chương Nhật Bản. Tiếp theo câu 2, đó là trường hợp nào dưới đây được xem là mắc lỗi về trật tự từ, hãy đưa ra cách sửa lỗi cho trường hợp ấy. A. Một bộ phận độc giả đông đảo đã không cảm nhận được cái mới ngay trong thơ Hàn Mặc Tử. B. Là thể thơ ngắn nhất thế giới, haiku được xem là một đặc sản của văn chương Nhật Bản. C. Nói chung, người đọc thơ trữ tình cần quan tâm đến mạch sự kiện hơn là mạch cảm xúc của bài thơ. D. Rất nhiều hình ảnh đời thường xuất hiện trong thơ haiku Nhật Bản.
À, thơ đường luật mặc dù chặt chẽo, bố cục nhưng vẫn có những cái khoảng trống liên tưởng khơi gợi. F. Điều làm thích thú ở người đọc. Người đọc ở bài thơ này là cách độc đáo gieo vần. G. Trong bài thơ Tiến Thu, đóng vai trò quan trọng là các từ lấy tượng thanh. H. Nhà thơ cho phép thơ lãng mạn giải phóng cảm xúc của mình một cách rất phóng khoáng. Trích từ bài làm của học sinh. Như vậy ở đây, các em sẽ sửa lại. Các em xem ở những cái trường hợp nào dưới đây được xem là mắc lỗi về trật tự từ. Rồi các em sẽ đưa ra cách sửa lỗi cho cái trật tự từ đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có các câu có lỗi trật tự từ là câu A, C, E, G và H và Y. Thì chúng ta sẽ sửa lỗi câu A, chúng ta sẽ sửa thành một bộ phận đông đảo độc giả đã không cảm nhận được cái mới trong thơ Hàn Mặc Tử. C. Nói chung, người đọc thơ trữ tình cần quan tâm đến mặt cảm xúc hơn là mặt sự kiện của bài thơ. E. Thơ đường luật mặc dù có bố cục chặt chẽ nhưng vẫn có những khoảng trống liên tưởng khơi gợi. G. Điều làm người đọc thích thú ở bài thơ này là cách gieo vần độc đáo. H. Trong bài thơ Tiến Thu, các từ lấy tượng thanh đóng vai trò rất quan trọng. Y. Nhà thơ lãng mạn cho phép thơ giải phóng cảm xúc của mình một cách rất phóng khoáng. Như vậy thì các em đã làm xong bài tập số 1 và 2. Tiếp theo bài tập số 3, đó là chúng ta sẽ phát hiện các lỗi dùng từ và trật tự từ nếu có trong đoạn văn đã viết theo yêu cầu của phần kết nói đọc viết. Thì cái phần này các em sẽ tự liên hệ, các em sẽ tự làm. Rồi 4 là sưu tầm các trường hợp vi phạm lỗi dùng từ và trật tự từ trong một số cái văn bản báo chí, phân tích lỗi và đưa ra các phương án sửa lỗi. Như vậy thì ở câu số 4 này cũng các em cũng sẽ liên hệ bản thân chúng ta để sưu tầm. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn 10 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.